Xin chào các bạn, chúng ta tiếp tục chương 10 truyền dữ liệu UART EHC SPI của vi điều khiển bit 16F887. Tiếp tục nội dung truyền dữ liệu nối tiếp EHC. Sau khi chúng ta đã giới thiệu tổng quan về truyền dữ liệu EHC, bây giờ chúng ta sang quy trình truyền dữ liệu và có hai quá trình truyền dữ liệu. Đây là quá trình ghi dữ liệu. Bước 1, thiết bị chủ tạo trạng thái start. Đây là dạng sóng của hai cái đường SDA và SCNL. Thì thường hai cái đường SDA và SCNL sẽ có điện trở kéo lên nguồn. Và chính vì thế nó luôn ở mức 1. Thiết bị chủ sẽ tạo ra trạng thái start để bắt đầu quá trình truyền dữ liệu. Ở trạng thái start này thì chúng ta thấy thiết bị chủ sẽ điều khiển đường SDA từ mức 1 xuống mức 0. Sau đó thì tín hiệu SCNL sẽ từ mức 1 xuống mức 0 sau đường tín hiệu SDA. Khi đó các thiết bị tớ sẽ ở trạng thái sẵn sàng nhận địa chỉ từ thiết bị chủ. Trạng thái start này có nhiệm vụ là khởi động giống như reset tất cả các thiết bị tớ để cho chúng sẵn sàng nhận địa chỉ từ thiết bị chủ. Sang bước thứ hai. Ở bước 2 này thì thiết bị chủ gửi địa chỉ của thiết bị tớ cần giao tiếp. Trong hệ thống này chúng ta thấy chủ giao tiếp với 3 tớ. Và mỗi một thời điểm thì một chủ chỉ giao tiếp được với một tớ mà thôi. Và giả sử địa chỉ của tớ muốn giao tiếp chính là địa chỉ address 1 này. Ở đây tôi có lấy ra cái dạng sóng và cái protocol của con IC có tên là BCF8574 giao tiếp theo chuẩn I2C để mở rộng bọt. Đây là trạng thái start mà chúng ta mới vừa mô tả. Sau khi thực hiện trạng thái start xong thì thiết bị chủ sẽ gửi địa chỉ ra truy xuất một thiết bị tớ. Và cái con vi mạch này có địa chỉ là 0100 A2A1A0. Và địa chỉ này được chủ gửi ra. Khi đó tất cả các thiết bị tớ đều nhận địa chỉ này và nó tự so sánh với địa chỉ của chính nó. Và dĩ nhiên chỉ có một con đúng mà thôi. Những con còn lại sẽ không đúng địa chỉ. Trong dữ liệu 8 bit thì có 7 bit địa chỉ. Đây là 7 bit địa chỉ. Và một bit điều khiển đọc ghi read write. Bit này bằng 0 để báo hiệu cho thiết bị tớ sẽ nhận bài tiếp theo. Như vậy đối với cái khung dữ liệu này, đối với cái bit read write này hiện thời đang thiết lập bằng 0 để báo cho thiết bị tớ biết rằng là chủ sẽ gửi dữ liệu ra và chúng ta đang thực hiện quá trình truyền dữ liệu và cụ thể đó là ghi dữ liệu hay gửi dữ liệu ra thiết bị tớ. Như vậy thì tớ đã nhận 7 bit địa chỉ kèm theo bit read write đang bằng 0. Bước thứ ba. Thiết bị chủ chờ nhận tín hiệu bắt tay từ thiết bị tớ hay còn gọi là tín hiệu trả lời. Thiết bị tớ nào đúng cái địa chỉ, tức là trong ba thiết bị tớ này thì chúng ta gửi ra thiết địa chỉ ra để truy xuất thiết bị tớ này thì thiết bị tớ đó đúng địa chỉ thì nó sẽ trả lời cho chủ biết bằng cách phát một cái tín hiệu trả lời, người ta gọi là acknowledge firm slew. Đây chính là cái bit mà nó trả lời. Các thiết bị tớ sau khi phát hiện không phải địa chỉ của mình, như vậy trong hệ thống này chỉ có một thiết bị tớ này là đúng địa chỉ mà chủ muốn truy xuất, hai thiết bị còn lại chắc chắn là không đúng địa chỉ, thì nó phải chuyển sang trạng thái cách ly, tức là nó không tham gia vào quá trình truyền dữ liệu giữa chủ và tớ đã chọn, xem như là nó cách ly. Và nó sẽ chờ cho đến khi nào nó phát hiện ra trạng thái start mới thì nó lại hòa nhập trở lại. Đến đây thì hệ thống truyền dữ liệu chỉ còn lại một tớ với một chủ.
Bước thứ tư, thiết bị chủ tiến hành gửi dữ liệu 8 bit ra cho thiết bị tớ. Thiết bị tớ sẽ tiến hành nhận dữ liệu và lưu trữ. Trong khi đó, thiết bị chủ sẽ chuyển sang bước thứ năm, chờ nhận tín hiệu trả lời từ thiết bị tớ. Sau khi tớ nhận xong cái byte dữ liệu, nó sẽ tiến hành trả lời. Quá trình thực hiện cho đến byte cuối cùng có nghĩa rằng là chủ sẽ tiếp tục, sau khi nhận byte trả lời, chủ sẽ tiếp tục gửi dữ liệu, tớ nhận và trả lời, cứ thế chủ gửi, tớ nhận, trả lời, cho đến khi truyền xong byte dữ liệu cuối cùng, đến một lúc nào đó sẽ hết dữ liệu, thì thiết bị chủ chuyển sang trạng thái stop để chấm dứt quá trình truyền dữ liệu với thiết bị tớ. Và đây là trạng thái stop. Ở trạng thái stop này thì chủ sẽ điều khiển đường SCNL từ 0 lên mức 1. Sau đó sẽ điều khiển đường SDA từ 0 lên mức 1 sau. Và trạng thái này xem như là trạng thái stop, kết thúc quá trình truyền dữ liệu, ghi dữ liệu từ chủ ra cho tớ. Như vậy tôi tóm tắt lại quá trình ghi dữ liệu như sau. Đầu tiên thì thiết bị chủ sẽ tạo trạng thái start để cho tất cả các thiết bị tớ ở trạng thái sẵn sàng. Sau đó thì thiết bị chủ sẽ gửi địa chỉ kèm theo bit read write bằng 0 ra cho các thiết bị tớ để truy xuất một thiết bị tớ. Và thiết bị tớ nào đúng địa chỉ thì nó sẽ trả lời. Các thiết bị tớ khác không đúng địa chỉ tự nó cách ly khỏi bot, chờ cho đến khi nó phát hiện ra trạng thái start mới để rồi nó hòa nhập trở lại. Tiếp theo thì thiết bị chủ tiến hành nhận cái tín hiệu trả lời từ thiết bị tớ và sau đó thì tiến hành gửi dữ liệu ra cho tớ. Tớ nhận, trả lời, chủ phát hiện, tớ trả lời, lại tiếp tục gửi dữ liệu tiếp và cứ thế. Cho đến khi nào hết dữ liệu thì chủ tiến hành thực hiện trạng thái stop để chấm dứt quá trình truyền dữ liệu. Như vậy thì tôi đã trình bày xong quá trình ghi dữ liệu hoặc truyền dữ liệu từ thiết bị chủ sang thiết bị tớ theo chuẩn I2C. Các bạn xem có cái gì chưa rõ thì chúng ta trao đổi thêm. Rất là đơn giản, không có gì khó cả. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.